Ý thứ ba, người có ý định đi tu cần làm gì để cha mẹ chấp nhận ý định đó? Có rất nhiều cách. Cách thứ nhất, bạn hãy gì? Hãy về gần gũi với bố mẹ mình khoảng 1, 2, 3 tháng, gần gũi, thật gần gũi. Hãy hiếu thảo đến mức tột độ của một người con. Nào là ngồi bên cạnh mẹ đấm lưng, đấm lưng cho mẹ. Thầy ngày xưa khi xuất gia trốn bố mẹ để đi tu, nói dối gia đình họ hàng người thân để đi tu. Và thầy phát nguyện, có 3 lời nguyện trước khi đi tu. Nguyện thứ nhất là nếu mà đầu á còn để tóc, tức là chưa thành một chú tiểu, chưa thành một vị sư á, dù thiệt nát xương tan không bao giờ quay trở lại lũy tre làng. Tức là thà chết đi cầu đạo, thà chết ở trên đường thịt nát xương tan dù cha mẹ không thấy xác, còn hơn là gì? Còn hơn là còn trên đầu còn mái tóc của một người thanh niên, một người tại gia mà thất bại quay trở lại lũy tre làng. Đại ý là như thế. Đó. Đây là nguyện thứ nhất. Nguyện thứ hai là nguyện là gì? Sau khi xuất gia phải cố gắng học tập chăm chỉ, làm sao đó 3 năm phải lên được sư bác. Vì nghe ông cụ nhà hàng xóm nói là gì? Người nào mà chăm chỉ, ngoan ngoãn thì 3 năm sẽ được lên sư bác. Thì mình cũng phát nguyện như vậy. Và cái nguyện thứ ba đó là nguyện rằng một đời này sẽ giải quyết xong vấn đề sinh tử, không để lan man sang kiếp thứ hai nữa. Đây là 3 đại nguyện. 2 đại nguyện thì đã được gì? Được như pháp rồi, viên mãn rồi, được thành công 2 đại nguyện. Còn nguyện thứ ba thì đây là một cái đại nguyện rất khó, thì phải làm hết cả cuộc đời mình. À, trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện hoằng pháp lợi sinh, làm chùa tô tượng đúc chuông để báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai. Thì còn sau này có được giải thoát hay không, phần đó là thuộc về Đức Phật và các Đức Phật và các Đức Bồ Tát. Các ngài thấy có đủ công đức để cho thầy đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương hay không, đấy là việc của các ngài, chứ bây giờ thầy cũng không quyết định được cái đó. Tất cả đều gì? Làm hết sức mình, bằng tất cả lòng thành của mình gì? Phụng sự đạo pháp, phụng sự dân tộc. Còn ấy, cái việc còn lại để Phật Bồ Tát sắp xếp, thầy cũng không dám đòi hỏi nữa. Chỉ được 2 cái nguyện thứ hai đã là mừng lắm rồi. Nhưng cái nguyện thứ nhất ấy, vì thầy nguyện như vậy cho nên ấy, khi thầy đi tu cũng rất vất vả. Đến 1-2 chùa các thầy bảo đi về làm giấy tờ để thủ tục để đăng ký tạm trú tạm vắng và để làm đơn xin xuất gia, thầy đều không về. Vì không về cho nên người ta không nhận. Vì không nhận cho nên thầy phải long đong hết chùa Hương lại chùa thầy lại chùa Hương lại, chùa Vạn Niên, cứ đi qua đi lại như thế. Nhưng rất may khi ra chùa Vạn Niên, sư phụ chùa Vạn Niên là sư phụ của thầy bây giờ, cụ biết rằng là người dân tộc của thầy là vốn là chất phác thật thà, và thấy thầy là gì? Cái người gì? Cũng đần đần nữa cho nên thầy nghĩ rằng con mà nó đần đần như vậy thì chắc bố mẹ nó gì cũng chẳng khá hơn gì. Cho nên nó không thể từ trong dân tộc mà ra Hà Nội mà vác đơn đi kiện gì, đi kiện mà ông sư độ cho con đi tu được. Cho nên cụ đem gì, cụ cạo tóc béng đi. Cạo tóc xong rồi tôi mới về để xin giấy tờ để tạm trú tạm vắng, mới xin giấy tờ để làm thủ tục xuất gia. Về đến nhà thấy bà cụ thấy tôi cạo tóc một cái là bà cụ gì, lăn lê bỏ cảng ra sân, bắt đầu bà gì, bà ôi giời đất ơi, đấy nó lừa tao rồi, bao nhiêu năm nó đẻ nó ra, nuôi nó lớn khôn, bây giờ này nó lừa trắng lừa trơn tao rồi. Đấy, nó bảo là đi chùa 3 năm 9 tháng 10 ngày nó về lấy vợ sinh con, nó báo gì, nó báo hiếu. Mà bây giờ nó đi chùa mới có gì hơn 1 năm nó đã gì, cạo tóc làm sư mất rồi, ai nó về được nữa, làm sao mà lấy vợ, làm sao mà sinh con được nữa, làm sao mà hương khói tổ tiên được nữa, vân vân và vân vân. Cứ thế là khóc, khóc hoài, khóc hết cả từ buổi trưa. Tôi về đến nhà nhớ là khoảng tầm 9 giờ, đi từ sáng về đến nhà khoảng 9 giờ, bà khóc cho đến khoảng 2-3 giờ chiều không ăn cơm. Đấy, em gái tôi nó nịnh mãi, nó lừa mãi thì bà mới vào gì, bà nuốt mãi được bát cơm, nhưng vừa ăn vừa gì, nước mắt chan cơm để mà ăn. Nghĩ cũng thương, cả đời sinh con ra mong cho con gì nên người, dựng vợ gả chồng cho con, nay còn mỗi một thằng con trai duy nhất làm trưởng cả một cái dòng tộc, nay nó lừa nó đi tu mất, ai mà chẳng xót. Xót lắm chứ, đặt mình vào hoàn cảnh đó thực sự mình cũng rất là xót xa. Tôi mấy năm trước nuôi mấy độ cho mấy bác tiểu á, khi nó không đủ duyên nó ra đi bằng một lý do nào đó, nhìn bên ngoài tôi cứng rắn nhưng mà trong lòng tôi cũng xót chứ.
cũng xót như mẹ tôi ngày xưa nhìn tôi thì tôi xuất gia vậy. Đó. Cho nên ở đây bà cụ xót xa như vậy thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái tình cảm của con người. Con người ta hơn chúng, hơn các loài súc vật là cái tình đó. Mà súc vật, xin thưa quý vị, súc vật nó cũng có tình của súc vật. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là súc vật nó không có tình. Nó cũng có tình, nhưng mà cái tình của nó ở trong phạm vi gì? Nhất định. Còn cái tình của con người chúng ta là bao la, rộng lớn, bao dung hơn cả à, hơn cả các loài súc vật đó. Cho nên á, tôi thấy bà cụ như vậy thì tôi mới thôi không biết làm thế nào. Thế đến tối, hai đứa em gái nó ngủ với mẹ, thì tôi vào tôi bảo thôi hôm nay, nói nhỏ với nó hôm nay anh đi hơn một năm nay anh mới về, thì hôm nay hai em ra ngủ ở ngoài, cho gì cho anh vào ngủ gì, ngủ với mẹ một tối. Thế là 21 gần 20 tuổi mụ là 22 tuổi đầu, tôi vẫn còn vào ngủ và ôm vào lòng mẹ cả buổi tối hôm đó. Rồi á, đấm lưng cho mẹ, cứ đấm lưng và thủ thỉ là thôi mẹ, mẹ sinh con ra rồi thì mẹ nuôi con khôn lớn, cái đấy ân đức đấy là lớn lắm, chúng con không bao giờ quên. Nhưng mà bây giờ á, ngày đầu con đi tu á, lúc đó thì không vươn, vẫn chưa dám nói thật, vì nói thật lúc đó là bà cụ là càng sôi lên thì mình chết. Cho nên phải nói là gì, thôi mẹ, lúc đầu con cũng nghĩ là gì, con đi 3 năm 9 tháng 10 ngày con về thôi, để con gì, con báo hiếu, hương hỏa tổ tiên, lấy vợ sinh con để báo hiếu hương hỏa tổ tiên. Nhưng mà con vào chùa á, thì các thầy ở trong chùa bảo là cái số của mày á, mà đi tu mà mày bỏ về á, thì mày chỉ có chết thôi con ạ. Lấy lúc đó phải lấy gì, lấy thầy tổ mình ra để mày gì mà nói với bà là thầy bảo là các thầy trong chùa bảo đi tu mà bỏ dở mà về mày chỉ có chết thôi, không làm được cái gì đâu, không làm nên trò trống gì đâu, mà về còn làm khổ thêm cho bố mẹ, làm nhục thêm cho bố mẹ. Thầy con bảo thế, cho nên thầy con bảo như vậy. Vì vậy thầy con mới bảo đó, thôi thì thôi tôi cạo tóc cho chú để cho chú có thêm một chút phúc. Vì vậy mà thầy con mày mới cạo tóc, chưa xin được ý kiến bố mẹ mà đã cạo tóc. Thôi đằng nào cũng như vậy rồi. Và trước khi thầy con về, thầy con bảo á, tôi cho chú về là một đêm hai ngày, bố mẹ đồng ý hay không đồng ý thì cũng đi ra nói với tôi một câu. Nếu mà bố mẹ chú không đồng ý á, thì gọi bố mẹ chú ra tôi giả lại. Hoặc rằng gì, hoặc chú đi đâu thì đi, tôi không nuôi chú nữa à, phải nói như thế. Sám hối cụ lúc đấy phải nói thật à, nói dối chứ, lúc đó phải nói dối cụ là như thế. Bắt đầu á, thấy cụ thì cụ càng thương mình, cũng càng nấc lên, cụ khóc nhiều hơn. Nhưng mà cái khóc lần này với khóc buổi chiều là với buổi sáng hoàn toàn khác nhau nhé. Đấy, vẫn là khóc, nhưng mà khóc buổi sáng, buổi trưa hoàn toàn với khóc bây giờ. Khóc lúc sáng là khóc gì? Khóc hận là gì? Nuôi nó lớn khôn, nó không làm theo ý mình, nó lừa mình. Nhưng còn khóc bây giờ là khóc gì? Thương con. Cái khóc bây giờ, cái tình mẫu tử nó đặt lên trên tất cả. Cho nên bà cụ thì khóc bây giờ là khóc vì tình thương, nghĩ là bây giờ nó cũng khổ đấy chứ, nó cũng có sướng gì đâu, nó đi như thế nó cũng khổ tâm, và thì nó cũng lo để học hành để báo đáp đấy chứ, nhưng mà nó khổ. Và lúc đó tấn công tiếp, để vừa đấm lưng thụp thụp cho mẹ là vừa nói là thôi đằng nào mẹ thì con bây giờ cũng làm chú tiểu của nhà chùa rồi đấy. Mẹ ngày xưa, mẹ ở nhà hãy nghe con hát cái bài chuyện tình Lan và Điệp rồi mà. Đi tu rồi đâu có chuyện về được nữa đâu. Mà ngày xưa tôi ở nhà tôi hay hát cái bài chuyện tình Lan và Điệp. Cho nên là dẫn chứng những cái gì gần nhất, cái gì thiết thực nhất đối với cuộc sống. Và bà cụ nghe thấy. Và bắt đầu ạ, bà cụ nghe thấy mình bắt đầu tấn công thêm. Tôi tấn công thêm là thôi, nếu mà mẹ mà trong ngày hôm ngày mai, mẹ mà không đồng ý cho con đi tu thì con vẫn về. Cái thứ nhất là giả chiếc xe máy của thầy, thầy cho mượn chiếc xe máy đi về mà, mình không thể ăn trộm của Phật được, cho nên con vẫn phải đi về giả chiếc xe máy của thầy. Cái thứ hai là báo với thầy là gì, mẹ con không đồng ý, bố con không đồng ý, và chắc chắn thầy sẽ đuổi con ra khỏi chùa. Mà một điều chắc chắn con hứa danh dự với mẹ là gì, là con không bao giờ quay trở về nữa, khi đã phát nguyện thế phát xuất gia học Phật, không bao giờ quay về dù bằng bất cứ lý do nào. Vậy cho nên con đã nguyện cống hiến cuộc đời này để trên thì dâng lên cúng giảng Đức Phật, dưới thì sau này có thể đem lại lợi lạc gì cho chúng sinh không thì con làm. Và mẹ nếu không cho con đi thì con gì, thầy đuổi con á, thì chắc chắn con phải đi vào tận trong miền Nam để tìm thầy học đạo. Nhưng mà mẹ, miền Nam con chưa biết ở đâu, chỉ nghe người ta nói là xa lắm, rất là xa. Mẹ tiền con không có, mẹ biết rồi, con không có tiền, mà con đi bộ từ đây vào Nam thì không biết gì. Mẹ biết là con yếu mà, sức khỏe con không đủ. Và bà càng khóc nhiều hơn.
Bà cụ càng khóc nhiều hơn, có nghĩa là cái tình mẫu tử nó dâng đến cái gì? Dâng đến cái mức tột độ rồi. Mình làm cho một câu nữa đó là mẹ một ngày nào đó, nếu nghe đọc báo hay là nghe xem trên tivi, mẹ thấy rằng có một ai đó, có một bộ xương khô nào đó ở chết dọc bên đường, thì đến khi đó có thể đó là bộ xương của con đấy. Như vậy chúng ta biết rằng cái tình cảm của người mẹ, không bao giờ có một người mẹ nào lại để gì, để cho người đứa con của mình á, nó muốn làm một cái việc lớn, đồng thời cũng là gì, vì cái việc sinh tử trọng đại của cuộc đời của nó, mà cha mẹ chúng ta lại có thể cản ta được. Không thể cha mẹ chúng ta gì, không thể, miệng thì có thể nói thà tao để cho mày chết, chứ còn hơn là tao để cho mày gì, cạo tóc vào cửa chùa đi tu. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng thực tế, cái khi thực tế đó thì thôi, cứ khóc, hai mẹ con cứ khóc và mệt gì, gần như đến thâu đêm đến sáng. Thì bắt đầu thì đến sáng ra thì bắt đầu khoảng độ tầm 8 giờ một cái, thì mình lại tiếp tục hỏi là mẹ, thế bây giờ chuẩn bị đến giờ để con phải đi, đi về rồi, để trả xe cho thầy rồi, mẹ à, thương con thì gì? Mẹ ký cho con một chữ, còn không thì con cũng phải lạy mẹ con gì, con ra đi về để trả xe cho thầy, và thầy bắt con đi đâu thì không cho đuổi con ra chùa, thì việc tối hôm qua con nói với mẹ đấy là lời chân thành, mà quả thật trong lòng mình cũng nghĩ đó là thật đi. Nếu mà sư không lấy được chữ ký của gia đình thì theo luật là gì, sư phụ cũng không thể nào nuôi độ đệ tử được, và chắc chắn mình phải gì, lang thang ngoài đường thôi, và cả đời mình chỉ lang thang để đi cầu đạo thế thôi, không có chỗ nào để trú cả. Cho nên á, lúc đó thì bà cụ sụt sùi bảo thế, nói với ông bố của tôi là gì, thế ý của ông thế nào? Thì ông ấy thì nói gì, thôi bây giờ quyền của mẹ nó đấy chứ, tôi bây giờ thì thế nào cũng được. Thế là được một tí, bà bảo thôi thì mang vào đây tôi ký, tao ký cho. Ôi giời, sướng quá, chả còn cái sướng nào bằng cái sướng đó hơn. Cái sướng vui sướng thứ nhất đó là được sư phụ cho cạo tóc, cái sướng thứ hai là lời nói của mẹ là gì, thôi mang vào đây tao ký cho, tức là ký cho gì, ký cho mình đi tu, tức là gì, miễn cưỡng đồng ý cho mình đi tu đấy đó. Cho nên á, bạn này hỏi là gì, là có người có ý định đi tu thì cần làm gì để cha mẹ thì có chấp nhận cho đi tu. Có rất nhiều cách, nhưng cách của tôi ấy là như thế, thì tôi có thể gì, kể sơ qua cho gì, cho bạn có thể, nếu mà có duyên, hoặc là bạn của bạn đã có duyên muốn đi tu mà cha mẹ ngăn cản không thể đi được, thì đấy cũng là gì, một trong rất nhiều cách để có thể làm cho cha mẹ chúng ta hiểu và đi tu, cho chúng ta thực hiện ý nguyện của mình. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô